rồi. Mà cái lão này đi đâu giờ chưa về, bảo ở nhà buộc chuồng lợn cho vợ. Nuôi ba con lợn mà không ở nhà chăm sóc gì cả, nắng nôi như thế này. Nhà mình không có điều kiện làm cho nó tránh nóng. Chúng mới chả con buộc tặng cái lá này lên vậy. Đi đâu người lê đít ở đấy, bảo về cũng về, làm đỡ vợ đỡ con, suốt ngày rượu chè. Này không biết được chưa, gió má này quái không thấy về. Chị thấy lão vừa đi đâu về đấy? Đi ra suối xem móc ít cua mà không nắng nôi này mà nó chả thấy nó ra. Suối xiếc gì mà người vẫn còn khô đanh thế này? Thì có con nào đâu mà lội. Ông không đi lội xuống ông móc thì làm sao mà ông biết là không có. Đi vào trong này mà xem này. Này, để vợ nó làm tạm bợ thế này này. Ấy, kéo tay phết đấy mà. Khéo cái gì? Nghe cũng khôn phết đấy. Được, đúng phụ nữ đảm đang đấy. Này, như kiểu là căng phong đám cưới cho lợn đấy nhỉ. Đám cưới cái gì, cái này nhặt ở ngoài cái bãi rác ở ngoài ấy kìa. Người ta đi chơi xong thì người ta bỏ đấy, mình về mình tận dụng. Nhưng mà cái này không ăn thua, ai như phải lợp cơ. Thế này là ăn thua rồi, kệ nó. Thế còn tấm bờ lô kia thằng nào cũng mua về rồi. Bỏ đây, lúc nào tao quay quay lại cái chỗ này cho mà làm cái chỗ tắm tạm ở đây cũng được. Không phải lúc nào nữa mà bây giờ rảnh thì ai làm luôn cho mày thơm. Mà có cái gì đâu, cứ thế thôi, mày cứ dựng lên thôi là được. Dựng tao thì cần... cũng phải chôn cọc chứ. Mệt mỏi lắm. Không có làm được. Lao đi từ sáng đến trưa không bắt được con cua nào về. Bây giờ nhờ có việc bê cái tấm bờ lô ra đây chôn cái cọc xuống. Cua giờ tưởng là cứ móc là được à? Nó sử dụng nhiều thuốc cũng sâu rồi, thuốc cỏ chết hết toay rồi. Nhấm lắm, kiếm được bữa cua chứ không phải đơn giản đâu. Mới cả trời mưa, gió thì đã đành. Thằng này nắng nôi thì ở nhà mà làm đỡ vợ đi, cứ chui đầu ra ngoài đồng xong đến lúc về lại tay không. Đợi dâm thì làm, lúc nào mát thì làm. Không phải trời nắng mà đi ra thì làm cho nó hại sức khỏe à? Ốm cho đấy thì lại tiền thuốc tiền thang lại chả bỏ. Thế tôi hỏi ông thì nhỡ mai ngày kia nó mưa to cái thì dột hết lợn thì ai chịu trách nhiệm đây? Mùa hè này gì nó dột một tí cho nó càng mát đỡ phải tắm. Ngày nào chả phải tắm lợn mà phải lo cái chuyện đấy. Sao ông ngang ngạnh thế nhỉ? Thôi không phải làm nữa. Đấy mày thích làm thế nào thì làm, tao giờ tao mệt lắm rồi. Chồng chả con nhờ vả cái việc còn con thế này mà không làm được. Giờ lại bê ngược lại cho nó phải miếng. Có mấy cái bao cám có 25 cân thôi mà xách hai tay hai cái cũng được, đi làm đi cho nó quen. Thì bình thường chả một mình tôi làm chứ còn ai làm. Nó hôm nay vừa mới bê tấm bờ lô trái miếng. Người ta còn làm việc lớn, không phải mấy cái đấy mà cứ ỉ lại cho chồng. Lớn gì cái chỗ đấy, thì bỏ đấy một tí ít nữa thì ra thì rũa. Làm để cứ ít mà sau mà lấy cái mà còn đốn chè chứ. Chè còn sơn mới đến lúa. Đến lúc đấy á, có mà nó lại cùn lại rồi. À! Ôi! Anh chưa thấy một con vợ nào nũng như em đâu. Thì người ta đau thì người ta mới nhờ đến mình. Mà lợn này không phải là mình tôi bán một mình tôi tiêu đâu nhá. Ghê gớm à. Có mỗi cái bao cám bê không bê được cả bao thì chút ra 5 cân một yến một bác nó ra thế này mà lấy cái xô mà đổ ra chứ. Thế để nó hả hết cám à? Người ta mang ra kia
đã có hai bao bóc sẵn rồi, còn cái này mang ra dự trữ thôi, để đây chó nó vào, chuột nó vào, nó cắn hết cám. Có cái bao cám thế này thôi, nhẹ như thế này thôi, bỏ ra, vác đi, có thế thôi. Người ta gì, chồng thì có mặt con đây đây. Liệu mà cho ra đi, đừng có giả vờ giả vịt. Có cái bao cám 25 cân thì chồng thì nặng 40 mấy cân vẫn trách cổ lên được. Anh Ai ơi, anh làm cái gì đấy? Cứ thanh sang chơi à? Vâng. À, chị Bảy Thơ, thế hôm nay không đi làm à? Đang thì ấy, đang thì vâng, cô Thanh à, dọn trứng lợn. Sao thấy chị nhăn nhó đấy, chị bị đau ở đâu à? À không, bị trái miếng ấy mà. Đàn bà thì ai chả thế. Thế sao anh không đi mua thuốc cho chị? Thuốc thì đau đớn cái gì mà thuốc mấy tháng. Em thật đúng là thì lại cứ nối giáo cho giặc để làm anh. Em sao lại có tí việc định nhờ anh? Việc gì đấy? Chưa làm được việc không? Thì chắc là việc này chỉ có anh mới làm được, tại vì nó là việc nặng. Nhưng mà không biết là anh có dỗi không hay là bận làm gì? Tôi cũng có làm gì đâu mà. Gọi là cái dỗ dỗ lại cái kéo cho nó sắc để lúc nào đốn trẻ cho nó tiện đấy mà. À thế thì... Đấy có việc gì đấy? Em đang định nhờ anh sang làm hộ em một lúc. Làm cái gì? Chị Bảy Thơm ơi, cho anh Ai Thi sang làm hộ em một lúc nhé. Thấy anh ấy bảo là dỗi chưa làm gì đúng không? Làm gì hả cô Thanh? À bên nhà em có tí việc nhưng mà nặng quá em không làm được. Ây thực chết, hôm nay Ai Thi nhà tôi mệt, cho nên là việc lớn việc bé tôi làm hết chứ lão có làm được gì đâu. Thế nãy à? Bảo bê hộ cái tấm bờ lô mà còn kêu đau, kêu mệt ý. Thế thôi để 2-3 hôm nữa lúc nào anh... Không không, tôi mệt đâu mà mệt. Cái đấy cái việc nó vặt vặt nhỏ nhỏ thì mà bố vợ tôi nó làm cho nó quen. Chứ còn tôi thì nắm cái thì xong. Cái việc đấy thì không sao. Đến hết nào, có việc gì thì tôi sang đỡ cho một lúc. Thế anh vẫn làm được à? Nếu mà mệt thì nghỉ 2-3 hôm nữa em nhờ được. Chứ không sao đâu. Em cứ ấy đi, liệu mà cho cái đấy vào để anh sang anh xem có cái việc gì thì giúp cô đấy, mấy khi cô đấy nhờ. Ôi em về luôn đi, Ai Hi ơi. Ai Hi. Cái gì đấy? Bề nốt cái chỗ cám kia ra cho tôi đi. Có mua thế thôi mà còn không làm được cái việc này, người ta hàng xóm mấy khi mới nhờ được nhau. Việc ở nhà vợ bảo làm cho thì kêu là mệt kêu đau, lại việc còn con. Thế mà cô hàng xóm vừa mới ho cái là đấy chạy sang rồi. Chắc phải cần người trợ giúp cái gì nặng nhọc thì người ta mới nhờ chứ, ai không có thì ai người ta sang tận đây người ta nhờ hẳn hoi. Việc nhà thì nhắc, việc chú bác thì thiêng. Đừng có nói cái câu đấy, nó gì mang tiếng ra, cô nghe thế lại không hay. Đi sang lấy cái này cho tôi. Cứ để đấy, không làm được thì ngày mai tôi làm. Ơ kìa, quay lại vác, nếu mà không vác xong cái chỗ này thì đừng có đi đâu. Đúng là đàn bà không làm được cái gì. Có thế này thì người ta cắt lấy mỗi bên một cái trong giường. Đâu để đâu, cho nốt một tham nữa vào đây. Vào đâu? Cho lên vai đây. Thôi đi hai chuyến. Nhanh lên, có cái gì mà ấy cứ không cố đến đợi. Nhưng mà như thế thì nếu sụn lưng thì làm sao? Sụn cái gì mà sụn, tao sức khỏe có nhưng để chủ yếu là rèn luyện cho vợ cho mày biết được rồi. Cái này nó có phải là nặng nhọc mấy đâu mà làm một cái chết ra. Cho lên lưng ra, cho hẳn lên trên gáy. Nhưng mà đi thế nào được? Trời ơi, bao một thôi. Đấy, còn một bao nữa. Ấy nốt đi, để tao sang tao hộ cho cô đây. Ơ kìa. Đấy, chôm xong cái cột này. Ở bên kia em dự định làm 3 cái nữa anh ạ. Mà một mình nắng nôi vất vả, lại còn yếu nữa chứ. Cô cứ để đấy tôi làm cho. Đây đây đây, đá. Đi lấy cái xà beng cho tôi cái. Thì em không có xà beng làm nào anh. Ủa chả có đồ nghề gì thế này. Chôn kiểu gì. Đấy xong, xong chiều. Chiều xem đi lấy tải chi xong tôi ấy cho. Đi lấy tải chi xong là tôi. Tôi đổ cái chân cột cho nó chắc. Lại còn cần cặn ghế nữa à? Vâng. Em tưởng là chỉ cần dựng lên này nhồi đất là xong. Làm cái dàn để ấy à, để làm dàn nhãn à? Không. Tôi thấy nhãn của cô, nhãn này như kiểu giống nhãn dây à? Nhãn leo đấy à? Nhãn này là nhãn ghép. Thế nhưng mà sao lại phải làm dàn? Dàn này là em dự định là ít nữa để dùng cái dàn thiết lý. Theo như tôi thì trong khi chờ đợi thì, cái thiên lý nó lên ấy thì cô chuối vào đấy mấy gốc mướp
mướp hương phải xin chào tôi chào tôi còn thưởng thức quả xin cô quả mướp về ăn cho nó. Thực ra mướp trồng bây giờ nó là giống mới, sao quả ăn mướp ấy, một tuần chỉ 2-3 bữa thôi, ăn nhiều cái đấy nó cũng không tốt mà nó ngấy, nên là em dự định là chỉ trồng thiên lý. Để tôi góp ý cho cô thế chứ. À dạ vâng. Đấy thế này, như thế này là cô chỉ việc kiếm cây nữa, chiều sang bên nhà tôi xem có cây nào thì tôi mang sang cho, gác vào đấy sang bên kia, cái kia sang kia, thế là thành tràng ngay mà. À, thế thì tốt quá, còn gì bằng em đang bảo là chiều khả năng à, hỏi mấy bà trong làng có bới tre nào không để em mua. Một bên tôi vẫn còn có mấy cây mà. Thế thì chiều. Nếu mà thiếu thì. Cho em xin nhé. Thả chó với nhau có gì mà phải ngại thế. Thiếu thì tôi đi chặt thêm cho. Để tí nữa em sang nhà em có hỏi chị Mẩy Thơm một câu cho nó thoải mái. Ủa chứ có cái gì mà phải hỏi làm gớm, cô cứ kín kẽ thế. Nhưng các cụ bảo là thuận vợ thuận chồng. Bây giờ thì công nhận là anh thì dễ dãi, em cứ hé môi cái là cái gì anh cũng cho, nhưng mà còn chị nữa em cũng ngại. Chỉ có đi có lại tôi dễ dãi thì sau tôi cũng nhận được cái sự dễ dãi của cô thế thôi. Nó là cuộc sống mà. Đi vào uống nước anh. Vâng. Anh nhưng mà còn mấy cột này thì xem có chôn ở đâu nữa không thì tôi tiện thể tôi làm luôn cho. Không anh ạ, mấy cái cột này thì giờ không làm ở đâu nữa. Nhưng mà để ở ngoài này nó đúng chỗ giọt danh nước mưa rồi thì nắng thôi, để thế này nó mọt mất. Để tôi cất vào trong bên trong thềm này cho. Mọt à anh? Đấy, để này nó hỏng hết, ải hết bê tông. Đấy, cô nhìn này. Để mới thế mà run nó đùn rồi thì mỗi nó mọt đục đầy lên này. Công nhận sao anh A Hi có kinh nghiệm nhỉ. Thế mà đợt trước mấy cái bác đổ cột cho em chả thấy bác cái dặn gì là phải bảo quản ở bên trong dâm anh ạ. Cái việc này nên làm thì nên làm thế thôi. Đấy nó dính. Để em đỡ một tay. Cứ để đấy tôi làm được có cái gì đây. Chẳng qua nó để lâu nó rít đất ấy mà. Anh nhấc vào đầu, em nhấc vào đầu. Cô không nhấc được đâu. Ít lại nhớ cái nó kẹt tay cái thì lại khổ. Đấy. Không nhận, anh ai hi khỏe thật đấy. Được cái gì, cái này nó cũng chỉ có khoảng 30-40 cân mấy. Chắc là chưa nặng bằng vợ anh đâu nhỉ. Vợ tôi là tạ, vợ tôi mới hốt chứ. Để em một tay em khoanh cho anh đó. Ôi, đừng có khoanh vào đấy mà nó nước cái nó hỏng. Nó mà nhíp vào tay này thì hỏng hết cả cái bàn tay đấy. Cơm nước gì chưa? Ăn rồi. Xem vào xem có cái pha cho cống nước chanh cái. Có khi chụt huyết áp rồi. Ôi dồi ôi. Sao lại toát hết cả mồ hôi thế này? Tao bị mất nước. Mất nước gì? Làm hộ cho cô Thanh ấy. À, thế chả bảo cô ấy pha nước cho. Ai phiền cô đấy, nhờ mình có mấy cái cọc bê tông. Cái gì? Khinh bê tông á? Thì nặng việc thế thì cô mới phải nhờ chứ. Ôi, cả cái tấm bê tông. Thế mà mới biết là như thế nào? Nặng như thế, thế mà vẫn hì hục lại bảo khênh mấy tấm này mà cái tấm bờ lô kia nhẹ vèo mà lại. Thì cái nhẹ vèo thì phải để cho vợ làm chứ, vợ mới biết được cái công việc nặng nhọc của vợ của chồng là nó vất vả thế nào chứ. Vất vả cái gì, tôi đang đau lưng đây này mà tôi vẫn phải bê nốt cái bao cám kia cho ông kìa mà. Thì đây không đau lưng. Ai bắt? Bắt cái gì mà kể ra tuần ông cứ sang đấy đôi lần nhỉ, tháng 8 lần đúng không?
Thì xong tôi sang bên đấy tôi xin cho cô ấy cái chế độ về hưu sớm vì mất sức. Để xoáy đều cái gì đấy? Xoáy đều cái gì? Gớm. Lần nào mà sang bên đấy làm việc cô ý về mà chả thấy rũ rượi ra, kêu mất sức. Quan cái gì hàng xóm với nhau thì giúp đỡ nhau được cái gì thì giúp chứ. Còn cái việc ở nhà ba, cái việc vặt vặt nhỏ nhặt thế kia thì vợ làm thì lười, cứ lúc nào cũng phải chồng chồng. Việc nào là việc vặt? Cái việc trèo lên mái lợp bờ lô đấy là việc vặt à? Đấy là việc của thằng đàn ông nhá. Con vợ nó giỏi giang, cái việc đấy nó bé tí, hiểu không? Giỏi giang cái gì? Là cái thằng đàn ông thì phải trụ cột cho gia đình mình chứ. Lại sao bên kia làm trụ cột cho gia đình nhà người ta? Ông không thấy xấu hổ à? Nói như thế mà nghe được. Ta mà được làm trụ cột ở đấy thì tao làm lâu chứ. Gớm. Lại còn chả phải ước. Tất cả cái tốt đẹp này tao dành hết cho gia đình rồi. Thì giờ mình cũng phải sống với con làng con xóm chứ. Mai kia có chết toi xuống đấy nó còn có người đưa. Gớm, ông cứ phải lo xa. Thế còn gì nữa? Hay là muốn sang đấy để kiếm đứa chống gậy? Thì mày để cho tao đứa chống gậy đi. Tao cũng đang định thế đấy. Cái gì? Ông còn bảo định tính cái gì? Tao nói thế mà mày cũng cũng nghe được à? Mày bảo ai làm gì đi sang đấy gửi cho cô đấy một đứa con, đứa nào chống gậy? Mồ mông, ông vừa bảo là tao cũng đang tính thế mà. Cô đấy mà có cho tao gửi một đứa tao cũng thèm vào. Thật không? Thế à? Nếu mà cô đấy mà có ý định để hộ vợ thì tao có thèm vào. Ở đấy, đi pha cho cốc nước. Đau hết cả lưng. Hơi chí là kêu đau rồi.